Chào bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh điện thoại số. Con này là con gốc Phone 2 nha các bạn. Con này cách xài vì bãi cái nắp lưng, tháo cái nắp lưng mất ra ngoài luôn các bạn. Còn cái khúc này, giờ mình sẽ làm cái clip hai cái nắp lưng nha các bạn. Này nắp lưng bên mình nha các bạn, nắp lưng zin. Nắp lưng này mình có sẵn hàng các bạn, mình có bán đem về hoặc là nhận thay tại chỗ. Cái này thay thì tầm khoảng 30 phút là xong nha các bạn. Này nó có keo sẵn luôn các bạn. Rồi giờ mình tiến hành mình tháo cái này ra mình thay các bạn. Tháo mất cái này ra các bạn. Còn cái miếng này thôi. Rồi mình tháo cũng nhẹ nhàng. Con này cũng dễ tháo. Giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh keo rồi mình gắn cái nắp lưng vô các bạn. Mình vệ sinh keo sạch nha các bạn. Giờ mình tiến hành gắn nắp lưng vô. Tại cái nắp lưng này, nắp lưng zin các bạn, nó có keo sẵn này luôn. Bây giờ mình không cần dán keo này, mình sẽ ập cái nắp lưng vô luôn nha các bạn. Các bạn mình vừa hoàn thành xong công đoạn hoàn thành cái nắp lưng của con Asus Rog Phone 2 các bạn. Thì nói chung là cái này lúc mình tháo nắp lưng bể ra thì nó lâu rồi, nhưng mà này nó người ta họ tháo sẵn rồi các bạn, nên mình chỉ cần tháo vệ sinh rồi mình gắp lại là xong, thì công đoạn rất là nhanh. Thì hiện tại các bạn tới thay các bạn có thể ngồi chờ luôn, còn những bạn ở xa thì mình có thể bán thêm về á. Các bạn cứ liên hệ số đội bên trên mình gửi hàng cho các bạn. Thì cái này cũng dễ thay, các bạn có thể ở nhà mình tự thay được nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem nhé.